VH sinh năm 1982, vốn là một cô gái có nhan sắc trong một gia đình tri thức trung lưu ở Hà Nội. Tuy nhiên, chính vì bà Hát quá đẹp, nên ở tuổi 17, chẳng có thú vui nào mà bà không biết. Kết quả 17 tuổi, bà đã phải lên xe hoa theo lời khuyên của bác sĩ. Năm đó dại, yêu chơi rồi để lại sản phẩm nên mới phải cưới. Lúc biết được thì đã quá muộn để bỏ đi. Chứ bảo mình yêu chồng không thì mình chịu. Chỉ biết lúc đó bố mẹ sợ mang tiếng nên ép cưới. Bà Hát bộc bạch, 17 tuổi bà bỏ học để đi lấy chồng. Và với con đường học vấn, bà cũng chẳng mặn mà gì. Mình tự nhận mình không có khiếu đi học. Đi học do bố mẹ ép thôi, chứ nghỉ lâu rồi. Chưa đầy nửa năm sau, bà Hát sinh một bé gái giống bà y như đúc. Ngày đó bà Hát trẻ con, đâu có biết làm vợ hay làm mẹ như thế nào. Người phụ nữ đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng dưng gánh cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ, khiến tâm tính của bà Hát thay đổi. Trong cuộc hôn nhân của mình với người chồng cũ, bà Hát cũng thừa nhận mình quái tính nên thường xảy ra mâu thuẫn giữa chồng và gia đình chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bà Hát với người chồng cũ không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là do trách nhiệm của một giây phút lỡ lầm. Nên dăm bữa nửa tháng, bà Hát lại cãi nhau với chồng. Thậm chí có nhiều lần, vợ chồng trẻ lao vào đấm đá nhau như kẻ thù không đội trời chung. Chồng mình cũng chỉ hơn mình một tuổi, hai đứa trẻ con lấy nhau, biết gì đâu. Tuy nhiên chồng mình bản tính, y không bao giờ thay đổi được, gia trưởng bạo lực. Hầu như đánh nhau toàn chồng mình đánh trước, chẳng lẽ mình để yên cho chồng đánh? Bà Hát chia sẻ, được một thời gian hai bên gia đình cũng không thể chịu nổi đôi vợ chồng trẻ này, nên họ quyết định đường ai nấy đi. Năm đó bà Hát 21 tuổi. Chồng mình trong lúc chờ tòa xử ly hôn thì lén lút với một sinh viên, dẫn đến có bầu. Bé đó mình không trách, vì mình hết tình cảm với chồng rồi. Mình chỉ hận con bé đó chửa con trai, gia đình nhà nội biết nó chửa con trai nên ruồng rẫy mẹ con mình, chỉ mong tống mình ra đường. Bà Hát đau đớn kể lại, ngày bà Hát ly hôn chồng, bà ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng cùng với đứa con gái lên 4 tuổi của mình. Người ta bảo, cái một con trông mòn con mắt quả không sai. Chỉ sau một thời gian ngắn, bà Hát ly dị chồng. Bà đẹp lên trông thấy, ngày đó bà quen một ông Tây da trắng người Mỹ. Người đàn ông này gấp đôi tuổi của bà Hát là chồng Casey, và đã từ rất lâu rồi. Lúc đầu bà cũng chỉ vui chơi qua đường thôi, nhưng một thời gian bà lại cảm thấy thích. Bà Hát tâm sự rằng, đàn ông nước ngoài ga lăng lắm, chẳng như chồng mình ki bo kiệt sỉ, mà còn hay có cái tính sĩ gái. Mấy ngày kỷ niệm, ông bố đều tặng quà cho mình, rẻ thì cũng chai nước hoa vài triệu, không thì trang sức vài chục triệu là bình thường. Bà Hát cũng phải thừa nhận rằng bà cũng bị ám ảnh những lần quan hệ với những gã trai Tây. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Phải thừa nhận rằng đàn ông nước ngoài có kinh nghiệm trên giường rất tốt. Nếu so sánh với đàn ông Việt, vợ chồng mà có quan hệ với nhau chẳng khác gì ô xin đi cung phụng ông chủ. Nhưng với Tây thì khác. Trên giường họ coi mình như bà hoàng, chiều chuộng vuốt ve mình. Đặc biệt là họ cực kỳ tâm lý. Bà Hát chia sẻ thêm, tất nhiên mình nói ở đây không có tính quy chụp gì cả. Ở đâu cũng có người đàn ông tốt và những người đàn ông chưa tốt. Nhưng những người đàn ông đã, đang và sẽ đi qua cuộc đời mình vẫn bảo toàn quan niệm trai Tây tốt hơn trai Việt cả trăm lần. Bà Hát lấy dẫn chứng, bạn bè mình lấy chồng Việt, người nào cũng có nỗi khổ. Đứa thì lấy chồng lăng nhăng bồ bịch, đứa thì lấy chồng vũ phu, đứa thì lấy chồng cờ bạc. Trong hội bạn có 5 đứa thì cả 5 đứa chẳng có đứa nào có hạnh phúc trọn vẹn. Trong khi mình đây tự do thoải mái, chẳng việc gì phải cắm đầu vào một gã đàn ông không tôn trọng mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, bà Hát giàu lên nhanh chóng nhờ việc kinh doanh trên mạng, kết hợp với dịch vụ làm đẹp cho chị em phụ nữ. Hiện tại bà Hát cũng đã thôi ông bồ người Mỹ năm xưa. Bà trở thành một quý bà 35 tuổi thành đạt, lắm tiền nhiều của khi có 2 spa lớn ngất ngưỡng ở Hà Nội. Cuộc sống của bà bây giờ mới thật sự hạnh phúc. Mỗi khi bà Hát cảm thấy bứt rứt là có cả tá đàn ông quỳ xuống chân bà. Nhưng bà chỉ chọn đàn ông nước ngoài. Bà Hát còn khoe, bà có cả bộ sưu tập đàn ông Tây của mình qua những bức ảnh mà bà Hát lưu trong điện thoại. Trong suy nghĩ của bà Hát, hôn nhân là của nợ, nên thích thì nhích.
bà đã quá chán với cuộc hôn nhân ngày trẻ trâu của mình. Với bà, giờ chỉ qua đêm rồi thôi và không ràng buộc tờ hôn thú làm gì. Mình còn trẻ, còn đẹp, việc gì phải phục vụ một người đàn ông tệ với mình chứ? Hơn nữa mình có tiền, có nhan sắc thì thiếu gì người theo. Bà Hát còn chia sẻ bí quyết săn trai Tây của mình. Săn trai Tây cũng chẳng khó, lên ba bắp là cách dễ nhất. Nếu không giỏi ngoại ngữ, em có thể khều khều tay họ là họ biết ý. Không thì lên các ứng dụng trên điện thoại di động cũng được. Người nào ưng thì không nói làm gì, nhưng còn người nào chị không thích thì chỉ một lần là goodbye. Chẳng biết những người phụ nữ như bà Hát, dù cuộc đời sẽ đi về đâu, nhưng dù chán trường và thất vọng về hôn nhân, thì những phụ nữ cũng đừng bao giờ mềm yếu, sống buông thả như quý bà lắm tiền nhiều của trên. Bởi cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy biết yêu thương bản thân và làm nhiều việc ý nghĩa hơn để không bao giờ phải hối hận khi nhìn vào những ngày qua dù cho đã từng phải đổ vỡ hạnh phúc. Làm trai bao để nuôi tình yêu của mình, đó là câu nói mà khi mới nghe tôi rất đỗi ngạc nhiên. Chàng trai cao to tên là Agu, người Nigeria sang Việt Nam gần 5 năm. Agu chỉ là một dân lao động nghèo, nhưng nghe một người bạn giới thiệu đi du lịch Việt Nam rẻ nên đăng ký đi với một nhóm bạn. Sau khi sang chỉ được một vài tháng thì túi tiền cạn kiệt, Agu cũng định về nước. Nhưng thấy mấy người cùng quê với mình vẫn sống được ở Việt Nam với nghề trai bao nên đã xin theo. Mới đầu làm cũng còn bỡ ngỡ, song sau đó thấy vui vì vừa có tiền lại vừa sung sướng nên chưa bao giờ Agu có ý định sẽ bỏ nghề. Chia sẻ với chúng tôi một cách không cần dè dặt, trai bao Tây Đen này cho biết mỗi đêm ít cũng kiếm được vài triệu, có khi tiền đó hắn ném vào những cuộc ăn chơi. Cũng có khi dùng tiền đó để nuôi những cô nhân tình, thậm chí là vợ hờ của mình. Trả lời câu tò mò của một khách hàng mới như chúng tôi về thị trường của mình, anh chàng cơ bắp cho biết rằng phần lớn là những đối tượng khoảng U40 mà vẫn cảm thấy thiếu tình. Theo kinh nghiệm của những phi công Tây Đen này thì đa số khách quen đều là những quý bà độc thân, ngấy của nội, xính của ngoại. Giới phi công này cho biết cũng có nhiều lý do để người ta tìm tới chúng tôi. Cô đơn, thiếu thốn tình cảm, thậm chí là chán nản trong công việc và chuyện tình cảm gia đình. Những quý bà này hay đi tìm của lạ, thường là những quý bà có tiền nhưng mà cũng lắm tật. Tại một quán bar trên đường Đỗ Quang Đầu, quận 1, một trong các tuyến đường thuộc khu phố Tây tại Sài Gòn, nơi tập trung nhiều quán bar nhỏ mang tên BB, Honler, HM, chúng tôi choáng ngợp với những màn ăn chơi của giới này. Nơi đây họ tụ tập để uống rượu ngoại, nhảy thoát y, thậm chí là dùng thuốc rồi lắc cùng nhau. Trong vai một lính mới muốn đi tìm của lạ, chúng tôi làm thân cùng với NHL, vốn là một bà giám đốc, đang nốc nhanh những ly rượu ngoại. L cho biết chị ta đang vẫn thường lui tới đây để xả stress. Như khích lệ, để xóa bỏ sự rụt rè của một lính mới, L quyết định dẫn tôi sang giới thiệu với đám bạn chơi của mình. Tại đây L cho biết chị và những người khác lập thành hội, đa số các thành viên trong hội là những người có kinh tế khá giả nhưng chán nản chuyện tình cảm. Nhiều người thì vướng cảnh ăn chả ăn nem hoặc là chồng mình đầu chưa bạc mà bút đã hết mực. Chán, sau giờ làm hoặc thời gian rảnh, sáng các bà rủ nhau đi massage, đi spa, rồi đến đêm các nữ tướng lại kéo nhau đi hát, đi nhậu trong các quán bar. Cuối cùng, sau những bữa ăn chơi không thua gì đấng mải dâu nhưng vẫn không thoát được cảm giác cô đơn, các bà đi tìm tình một đêm với trai bao, mà chủ yếu là trai bao Tây Đen. Tàn cuộc tán chuyện về ăn chơi ở quán ba đêm với các quý bà, chúng tôi nhận thấy một số quý bà hoặc chị em cùng trang cùng lứa đã lên xe đi tìm của lạ. Ám ảnh trong tôi là đâu đó, người viết vẫn nhận thấy nỗi cô đơn hằn lên những khuôn mặt dưới lớp phấn nhợt nhạt sau khi trở về cùng những người tình trai bao Tây Đen đêm trước. Chuyện tìm đến tình một đêm với trai bao của họ cũng có nhiều cung bậc. L cho biết phần lớn trai bao nội địa là những thằng nhóc, kiết xác và học đòi. Nếu chỉ cần lắng nghe những phút yếu lòng của một người phụ nữ đang mất đi điểm tựa, thì mấy cậu nhóc đó cũng được. Nhưng để được thỏa mãn thì phải tìm đến bọn trai bao Tây Đen. Họ có nhiều cái lạ và độc, đúng là lạ và độc thật. Trao đổi với chúng tôi về việc này, nhiều quý bà khác cũng cười khoái chí và khẳng định, em cứ thử một lần, sau rồi có khi lại nghiền đấy chứ. Xung quanh việc này cũng có nhiều ý kiến, một số tâm sự rằng của lạ rất bệnh hoạn và đáng kinh tởm. Thế nhưng, không ít quý bà cũng tủm tỉm thừa nhận rằng không thể dứt ra và chẳng còn ham muốn với đổ nội nữa.
Hồng Nhung rất là mong nhận được phản hồi của quý vị ở phần bình luận phía dưới mỗi video. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.